lưu ý này, khi các bạn sủi lưới, kê lưới á, thì cái tay của các bạn phải cao nhá. Các bạn muốn bắt sát lưới hay đánh sát lưới thì tay các bạn phải cao, các bạn đừng có sủi lưới ở thấp như này, và cái tay của các bạn hơi cong cong, hơi tức là co, tay không duỗi thẳng, tay phải co một chút, không phải duỗi thẳng quá, hơi co tay một tí, đừng có thẳng tưng ra này nhá, hơi co rồi các bạn cái mặt vợt tay của các bạn cao hơn vai một tí, cái mặt vợt các bạn hơi chúc xuống, mặt vợt hơi chúc xuống, đừng có ngửa, đừng ngửa này, mặt vợt hơi chúc vào lưới này. Các bạn xỉa thì trong ra ngoài xỉa. Đây là kỹ thuật xỉa nhá, xỉa thì các bạn mặt vợt các bạn phải hướng về lưới, mặt vợt hướng về lưới thì các bạn xỉa. Thì cái chân của các bạn, khi các bạn chân các bạn bước ra nhá, khi các bạn chân các bạn bước lên thì tay đồng thời đánh luôn, chân bước ra tay đồng thời đánh. Cái kỹ thuật sủi lưới này yêu cầu phải chúng ta phải thả lỏng ra, chúng ta phải dẻo tay thì chúng ta mới kê có những quả sủi lưới nó xoáy được. Cách cầm vợt thì các bạn cầm như cái cầm vợt thuận tay các bạn thôi, đánh bằng mặt phải các bạn, thì các bạn vợt bắt cao lên này đấy, các bạn đi cái tay vào. Hay là hai còn là tên đấy, kê qua đấy, từ anh đi tay vào đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đi các bạn như kiểu con rồng nó lượn này, đi hơi từ trên này xuống dưới một tí, lại xong lượn lên trên, lượn lên trên. Rất là hay đúng không? Các bạn hình dung chưa, các bạn đi sủi cầu nó lượn này, từ trên này xuống dưới là lượn lên một tí, các bạn nhìn nhá, đó đi vào lỏng tay ra nhá, bắt cao tay lên đó thì nó mới xoáy được.